tụi bay cấm sừng tao đúng không? Hèn chi mấy anh em tao thấy đầu tao nó cộm cộm đây nè, đúng không? Bây giờ còn gì chối không hả? Anh nói cái gì tà bậy tà bạ vậy? Em với lại anh Tiến có bị có cấm sừng gì anh đâu? Không cấm sừng hả? Chứ làm gì ở đây? Hai người ngồi tình tứ, nắm tay nắm chân đồ ha, thề non ngàn biển hả? Giờ chắc. Sao? Em uống nước đi. Anh Tiến ơi, em không có tiền mặt, nhưng mà em có đôi bông tai này á, anh giữ đi. Còn thiếu đủ bao nhiêu á thì anh cho em từ từ trả nha. Nhung nè, em đâu có thiếu nợ anh đâu. Em cất đi. Khi nào thằng Cường qua đây á, chính tay nó trả nợ cho anh thì anh sẽ nhận. Còn không á, em cứ giữ lấy, về nhà lo cho bác hai với bản thân mình đi. Anh Tiến ơi, em nhìn em kìa, bây giờ em gầy hơn xưa rất nhiều, mặt mũi thì xanh xao, cực khổ hàng ngày ra chợ kiếm được đồng từng cắt. Em không có sao đâu. Anh Tiến nhận giùm em đi, chứ em với má thấy không có yên tâm chút nào hết á. Anh không có đòi nợ, mà anh còn qua bên nhà mua thuốc bổ, mua đồ ăn cho má em nữa. Em thấy như vậy là không có được đâu. Anh cầm giùm em đi. Ở Dung, cái đôi bông tai này là vật kỷ niệm mà má em để lại cho em mà. Tại sao đưa cho anh? Cái bông tai này á, em rất là quý. Tại sao vậy? Dạ, không sao đâu anh. Thì này nó cũng là vật ngoài thân thôi mà. Bây giờ mình cần á thì mình lấy ra xài. Chứ nếu mà em mà để ở nhà thì cũng có ngày anh Tiến anh lấy anh bán để mà anh đi cờ bạc hết hả? Anh nói rồi, anh với em á lớn lên cùng nhau, coi nhau như anh em ruột thịt trong nhà. Em cầm lại đôi bông tai này đi, dù sao đó cũng là kỷ vật của má em để lại. Em có về nói với má chồng em á, món nợ của thằng Cường anh không có đòi đâu. Kêu má chồng em cứ yên tâm. Nhưng mà không có nhân nhị gì hết. Có coi anh là anh trai không? À, thì ra là những gì tao suy nghĩ bấy lâu nay là đúng hả? Tụi bay cấm sừng tao đúng không? Hèn chi mấy anh em tao thấy đầu tao nó cộm cộm đây nè, đúng không? Bây giờ còn gì chối không hả? Anh nói cái gì tà bậy tà bạ vậy? Em với lại anh Tiến có bị có cấm sừng gì anh đâu? Không cấm sừng hả? Chứ làm gì ở đây? Hai người ngồi tình tứ, nắm tay nắm chân đồ ha, thề non ngàn biển hả? Giờ chắc. Sao? Bây giờ còn gì không? Mày hiểu lầm rồi. Nhung qua đây á là vì mày, vì món nợ của mày. Mày chưa phải dùng cái này để trả nợ cho mày nè. Không biết ơn người ta mày còn đổ thừa cho Nhung. Cái nào? Cái này hả? Cái này là đôi bông tai gì? Mày tưởng tao không biết hả? Cái đôi bông tai mà má của cổ kêu cổ giữ để làm kỷ vật. Tao nè, lúc tao cần tiền tao xin mà cổ đâu có cho. Bây giờ đem qua mày ha, đưa cho mày để gọi là gì? Làm tin hả? Kỷ vật tình yêu hả? Mày... Ủa? Tao không ngờ. Tao không ngờ có thằng bạn như mày. Sao? Tao không ngờ là Nhung lấy một thằng chồng như mày. Tao sao? Mày coi lại mày đi. Biết đây là kỷ vật của má Nhung để lại cho Nhung, mày còn để lại cho Nhung. Nhung phải đem nó đi trả nợ cho mày. Mày mượn tiền mà làm không ra tiền, mà đem hết tiền cho cờ bạc. Đó là chuyện của tao, không liên quan gì tới mày. Mày khốn nạn. Anh Tiến ơi. Mày. Anh cứ sao vậy anh Tiến? Cô còn bao che nó hả? Binh nó hả? Anh Cường người tình hả? Binh người tình hả? Anh hiểu lầm rồi. Giữa hiểu lầm cái gì? Tiêu có gì hết á? Cô im đi. Còn mày đó, tao chưa xử lý mày hôm nay đâu. Cô đi về nhà cho tôi. Nè cô, mày chết á. Đi về nhà để coi cô nói chuyện với má tôi sao. Trời ơi, cô, đi, anh hiểu lầm rồi mà. Không hiểu lầm vậy. Đi.